Đúng không? Thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp anh Hải từ Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội về cơ sở đồ gỗ Thanh Luân để mua bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh cột 12 cũng có 8 món, cột 2 chân 14 này, bằng chất liệu gỗ hương đá. Và hôm nay các anh về để ký nhận phần mộc. Bộ bàn ghế này là hàng VIP giá bình dân. Quý khách đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thanh Luân tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh bằng gỗ hương đá. Cái đoạn chúng tôi đang để phía trong. Clip quý khách đang xem tôi quay tại xưởng gỗ Thanh Luân tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Thành Luân theo điện thoại này. Đấy, anh chịu khó với em. Hai anh có nhâng được một đầu không? Đây, 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 anh ở nghỉ ngửa ra đây. Nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ thôi. Không với anh. Ok, thấy chịu khó cười. Vân, cái mặt này rất đẹp. Yếm dạng này đúng. Tay. Lặng. Khách có nhu cầu muốn mua các siêu phẩm hay về đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi để được có đường không anh kéo lùi ra ngoài này tí thế kéo lùi ra ngoài này chứ. Ba anh Phúc Thọ, Phúc Thọ Hà Nội, Thành Luân cũng bán rất rất nhiều các gia đình Phúc Thọ. Các anh ở thị trấn này hay là ở xã? Ở xã. Ở trên ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ ngã ba cái chỗ thị trấn em bán cho nhà anh chị Tú Vân ấy. Tú Vân bán chuyên máy tính các thứ. Anh biết không? Bao năm nay em bán đấy nhiều. Thọ bán rất nhiều. Khách về với Thành Luân. Cái đơn cho anh ký cho em một ký. Không thì không cần cũng được. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi ủng hộ. Và trân trọng cảm ơn anh Hải và gia đình tin tưởng đặt hàng đồ gỗ Thành Luân. Và xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn khách trong những video clip tiếp theo.